Hội chợ thương mại là một trong những hoạt động quan trọng tổ chức vào dịp lễ hội Yên Thế 16 tháng 3 dương lịch hàng năm. Hội chợ năm nay thu hút hơn 100 gian hàng của 50 doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Trong đó tỉnh Bắc Giang có hơn 10 doanh nghiệp tham gia. Các mặt hàng phong phú về chủng loại, đa dạng về hình thức. Từ hàng thủ công, mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề mây tre đan, quần áo, gốm sứ, đồ trang sức, dược liệu, điện, điện tử, thương mại tổng hợp đến nước mắm, ẩm thực. Đặc biệt hầu hết các mặt hàng đều được sản xuất trong nước, mang nét đặc trưng của mỗi địa phương. Xuất xứ rồi tất cả những hàng mang đến đây là toàn hàng đạt tiêu chuẩn hết, ô cốp 4 sao. Nên là đã mang đây để cho người dân Bắc Giang dùng nhiều năm nay là đạt yếu tố là tất cả là an toàn thực phẩm, được là mang lên hàng đầu hết. Từ những chai mắm tôm, chai mắm thép, nước mắm rồi những con cá là đều mang đây những sản phẩm sạch để bán cho bà con mình dùng hết. Tôi là người Việt Nam ra tôi cũng lựa chọn dùng hàng của Việt Nam. Nên là những mẫu mã với những nguồn xuất xứ đều rõ ràng nguồn gốc là tôi lựa chọn dùng hàng của Việt Nam. Với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc vận động, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực. Qua đó tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong các tầng lớp nhân dân. Cái nhận thức của người dân về cái cuộc vận động này thì đã lan tỏa rộng rãi trên địa bàn toàn huyện, và đồng thời gắn với đó thì lan tỏa được cái sự quan tâm cũng như là sự tham gia vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện trong với việc xây dựng các cái sản phẩm chủ lực của địa phương, đặc biệt là các cái sản phẩm ô cốp, nâng cao được cái chất lượng sản phẩm của địa phương và tạo cái thêm cái thu nhập cho bà con. Những cái mặt hàng của Việt Nam thì sản xuất ra ấy, thì ngày một chất lượng hơn và có mẫu mã đẹp và cũng đáp ứng được cái yêu cầu của người dân Việt Nam. Thế và giá cả thì hợp lý. Tôi thì tôi rất mong muốn rằng là tất cả các những cái mặt hàng của Việt Nam ấy sẽ được người dân Việt Nam đón nhận và sản xuất nhiều những cái mặt hàng để đáp ứng được cái nhu cầu của người dân và cũng tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân. Cùng với công tác thông tin tuyên truyền, huyện Yên Thế đã tăng cường phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh tổ chức thành công hội chợ thương mại cấp huyện gắn vào dịp lễ hội Yên Thế hàng năm. Mỗi hội chợ thu hút bình quân hơn 100 gian hàng tham gia với hàng chục nghìn lượt người tham quan mua sắm. Bên cạnh đó, huyện cũng thường xuyên tổ chức các gian hàng của địa phương tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm nhân các sự kiện, dịp lễ hội tại các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh. Đồng thời quan tâm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, kích thích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn phát triển, mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất những sản phẩm đặc trưng và dần hình thành vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu cho hàng Việt. Việc sản xuất hàng hóa có chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý đã từng bước đáp ứng yêu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân, góp phần ổn định và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.